Bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, trong đó mưa lớn nhất tại huyện Ân Thi trên 200 mm. Mưa và gió lớn đã làm thiệt hại, ảnh hưởng nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có thiệt hại về người, đã sơ tán 114 hộ về cơ sở vật chất, nhà bị tốc mái hư hại 951 nhà, sập một nhà trên 9.000 cây xanh bị đổ. Thiệt hại về hoa màu ước tính diện tích thiệt hại trên 14.000 trong đó diện tích lúa trên 10.000 ha, cây ăn quả 1.800 ha. Các thiệt hại khác, 5 ô tô, 6 xe máy và 2 xe cải tiến bị cây đè, 490 m2 mái chống nóng trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng 48 lồng bè cá, 4 trạm biến áp bị sập đổ, 65 trạm biến áp chưa có điện, trên 100 trạm bơm mất điện, ảnh hưởng thiệt hại tại một số khu công nghiệp, một số cây bị đổ và tốc mái, bung cửa tại một số nhà máy.